Hả? Đi khất tài à? 9 điểm. 9 điểm à? Bán được đúng một con 9. Thế á? Thế là tốt rồi. Chúc mừng nha. Đi khất tài à? Đi tài. Rồi, cảm xúc loạt rồi. Đây. Một viên, hai viên, 40k. Đúng là trúng một viên. Cảm xúc thế nào em? Anh thấy em bắn được ba con. Cảm xúc của em bây giờ đang cầm mà run. Em bù rồn hết chân tay. 10 nó cũng dễ thế. Còn 10 mà đúng không? Em bù rồn hết chân tay lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên em bắn đạn thật. Bắn được đại. Phải nói là em mày bảo chia sẻ xong mà lấy thế nhỉ? Lấy hết can đảm ra để bắn đấy. Không nhìn chia sẻ rút ra, không nhìn em thật sự. Nhìn căng căng mặt phết nhưng mà em bắn chuẩn mà. Này người sao anh dí sát vào mặt người ta thế? Đấy. Nhìn rõ mà. Ôi, em run lắm, em sợ lắm. Bù rồn hết chân tay. Em chia sẻ lời của bạn đấy là 10 điểm mà ra nó dễ thế thôi. Được một con 10 đấy. Nằm nhá, nằm em trúng cả 3 viên luôn. Ừ. Lúc đấy có nghiệp phát đầu tiên của em là bị bật cái vỏ hộp súng ra ngoài nên em bị run lúc đấy tâm lý sợ. Nhưng mà đến quỳ với cả đứng là em được bùi rùn hết chân tay. Lúc đấy là bị mềm nổ hết chân tay. Đấy là run. Cái bạn bên cạnh nữa. Cái bạn bên cạnh em nó bảo là ơi, quần giếc sao ướt hết thế này. À, anh ơi, đảm bảo tính rất đảm bảo cái người sau em sao ướt hơn nữa. À, dạ. Đến Minh Phương xem nào. Minh Phương là lên hình rất là đẹp. Minh Phương đẹp lắm. Xin chào cả nhà. À, các bác chào Minh Phương. Hôm nay thời tiết rất là ủng hộ cho các chiến sĩ thi bắn quân sự. Chốt hạ thì Minh Phương được bao nhiêu điểm? Thật ra là cũng cố gắng hết sức nhưng mà vì hôm nay tâm lý nên là bắn con phọt lên trời. Nên là sorry. Hôm nay lần đầu tiên đi và sang năm sẽ cố gắng. Sang năm sẽ có đồng quân tiếp không? Có à, nhất định năm nay là năm nay là điểm nhấn. Ý là ok. Rồi, chúc mừng xin chào bà con. Vượt qua chính mình rồi. Không sao cả. Mục tiêu là hạ hết nhưng mà không đạt điểm. Dung đây là Dung mình. Mục tiêu hạ hết nhưng mà thế này có run được không? Đồng nhá. Bây giờ vẫn thấy hồi hộp. Nhưng mà cảm giác rất là rô mốt nên là các bạn hãy thử đi. Thử à? Dù được hay không được thì chúng ta cũng nên thử. Thế chờ bạn, đây là khu chờ bạn. Đọc đến tên không muốn trả lời rồi. Kiên ơi. À tuyến này lúc nào đọc đến tên anh gọi anh về nhá. Em cũng có nghe lâu mới nghe. À, anh ạ. Để em lên chỉnh máy ở trên kia nó không lúc bắn nó to lắm. Chỉnh đi. Chỉnh xong rồi quay về. Thì đấy mình phỏng vấn anh câu này đi mẹ tư hô với mình trả phỏng vấn. Chưa này. Thế chưa. Mày chưa thấy ai chưa lại mày. Toàn đi phỏng vấn gái. Chưa nay có không? Có chứ, tươm tươm tí. À, rồi ok, đấy là được rồi. Các bác thân mến, sau thời gian nghỉ giải lao thì tôi bắt đầu đi tìm cái vỏ đạn này. Rất nhiều vỏ đạn đây. Đấy. Đây rất nhiều vỏ đạn đây. Chúng ta nhìn thấy là có thể tung ra đấy. Đấy rất nhiều. Đấy. Đấy. Em thấy không? Rất nhiều luôn. Ôi giời, chỗ nào nó rơi là rơi rất nhiều luôn. Đây, nó cũng chỉ ở vị trí từ người bán đấy. Đây, nhiều lắm. À. Bạn ơi, tôi sẽ cho các bạn xem đây nhiều lắm. Đây, mỗi lần bắn là 9 viên mà. Mỗi người ấy. 9 viên thì 9 vỏ đạn. Đây, ta bây giờ lại tiếp tục sang vị trí số 2. Xem nó tung ở đâu. Mic tôi đặt ở đây.
mic đặt ở vị trí này, nghe rất rền. Đây còn có cả vỏ xanh. Đấy, thế thì kiểu khu vực này sẽ rất là nhiều. Đâu? Chúng ta cũng đi tìm. Không biết là đằng sau hay đằng trước nhiều hơn. Đây. Đây và đây. Đấy, nó rơi gần nhau mà. Vỏ xanh vỏ đỏ. Nghỉ đạn trong thời gian nghỉ ngơi. Các chiến sĩ nghỉ ngơi đây. Đây. Tôi sẽ gom một lúc sẽ nhiều. Không biết nó hướng nào ở đây. Đa phần là nó hướng về trách 45 độ sang bên cạnh nhiều hơn. Đây. Nhưng có lúc thì cũng thấy giật ra đằng sau. Đâu xem nào. Phải bay đầu nhỉ. Đấy, không thấy đâu này. Cùng đi nữa. Không biết là giật đằng sau hay sao. Đấy, vào vị trí rồi. Ra thôi. Không, nó đoạn cái là đoạn. Ở đây. Trường. Đây. Đạn rất nhiều. Từ con sang bên này. Đây. À, dạ. Dạ dạ. Đây. Loạt tiếp theo. À, bây giờ tôi lại đi nhặt vỏ đạn tiếp này. Sau nhiều lượt bắn, vỏ đạn lại rất nhiều. À. Đây, hai viên. Đây, rất nhiều. Ném hay văng ở ra một góc là 35 độ. Đây, nhiều lắm. Đây. Đây. Anh em thấy không? Nhiều lắm. Văng ra tức đây rồi. Ok. Nhiều lắm. Đây đây. À, cho cô gái xinh đẹp. Đấy đi, đấy đi. Nhẹ mà. Quà để cho con. Đấy. Đây một viên này. Đây, nhiều lắm. Đó, đằng sau mà. Đây. Rất nhiều các bác nhé. Đây. Bộ phận có bia, các đồng chí giúp cho việc thu bia rằng ngay. Đây. Bộ phận báo bia giúp cho thu bia luôn. Ở đây sao nó lại những hàng sau nó lại không về đây. Ở đây. Bộ phận vừa bắn xong nghe trong bao nhiêu? Bệ số 1 39 điểm. Bệ số 2 8 điểm.
không đạt yêu cầu. Bệ số 3 45 điểm, đạt yêu cầu. Rất nhiều. Bệ số 4 35 điểm. Bệ số 5 21 điểm. Bệ số 6 40 điểm. Bệ số 7 34 điểm. Bệ số 8 31 điểm. Đây. Không đạt yêu cầu. Sau đây các đồng chí vừa bắn xong sách trúng và dọn bia bảng về vị trí tập trung. Bia bảng. Bao nhiêu điểm đấy? Thôi. Cuộc kiểm tra ban an toàn kết thúc. Trực ban hạ cơ đỏ, kéo cơ vàng, các bộ phận thu dọn vật chất về vị trí tập trung. Hạ cơ đỏ, kéo cơ vàng. Vâng. Đấy, như vậy là đã xong rồi. Cờ đỏ kéo xuống và cờ vàng được kéo lên. Và bây giờ thì sẽ tập kết về vị trí nhá các bác nhá. Đây, đồ nghề của mình ở bên này. Đây.
Hay là đam cái thả đây. Ơi, cá báo rồi. Một phần đó kia tập trung vào. Không bật đam à? Em ơi đổi đam đó. Đổi đam, đổi đam. Đấy, hai đam nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba lần ngắn được. Thank you.
nhưng mà giữ thì nó mỏi. Đứng chín liên chín đường không bao giờ nó đi trong được vì anh có chín đường khác nhau thì nó bán phát ra dung là đúng anh buộc anh phải dừng tập bây giờ anh đi tập lại rồi tôi biết rồi ai rồi anh biết ai rồi anh bóc cỏ quen là quen để anh lên xuống quen là quen để anh cầm chúng được mấy nhỉ?
Thank you.
được 45. Chắc 45. Ô hết rồi à? Đây. Anh cho em không lấy đồng. Đây, đây. Nhá. Đây, có quà. Cứ về cho con chơi nhá. Em tặng cho chị này. À được, em sẽ lấy. Đây. Hết rồi. Không, em muốn anh truyền hình tặng em. Rồi. Anh truyền hình tặng em. Đây, sẽ có quà. Vừa rồi là phóng viên chiến trường. Phóng viên chiến trường. Ừ. Tặng. Quay được. Có đây.
Đã bảo là đếm đủ mà này. Đó đây à? Lấy đâu lắm thế? Nhẹ. Lúc nào đấy? Đấy, đứng vào hàng khác có quà, các cháu nào cũng có quà. Đây. Đây kỷ niệm. À có rồi. Lấy 2k. Đấy, cố gắng nha. Đấy về cho con chơi nào, cố gắng. À thế thì cháu cảm ơn bác ạ. Nha, rồi. Cố gắng nha. Đây, chả chúc gì cả. Điểm rất cao. Chúc mừng nha. Ờ được. Đấy. Đây, cố gắng nha. Sáng năm thi đấu tiếp. Xin hai viên. Một thôi. Còn cháu khác. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Cháu xin ạ. Này đồng chí. À. Này. Anh phát quà. Kỷ niệm có. Em cảm ơn anh đây. Rất nhiều. Đây là tri ân của phóng viên chiến trường. May mà các bạn anh không. Anh an toàn anh. Đúng rồi, đúng rồi. Cố gắng nha. Này cố gắng nha. Rồi, cảm ơn. À. Như thế là đẹp hơn màu này đấy. Được rồi. Có rồi à, có rồi, rất là thành thần. Rất thế tinh thần này rất tốt đấy. Không là lại hai cái. Này. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Cố gắng nhé. Đây, cảm ơn. Đây là tri ân thôi. Tri ân các bạn không làm lạc đạn. Rồi. Chị vừa xin một cái vừa chị mới nhận. Này, này. Cố gắng nha. Cái kia là cái của anh khác anh. Mang về cho con chơi. Đây, vâng, cảm ơn anh. Nếu mà có người yêu thì tặng cho người yêu. Đây, cố gắng nha. Cố gắng em nhá. Điểm cao phết đấy. Biết bao nhiêu điểm ơi? Hết chưa? Anh ăn đủ chưa? Cháu nào cũng có. Đây, đây, cố gắng nha. Có lựu đạn không cho cháu quả? Này, bừng bán. Ôi hết rồi. Ủa, hết rồi, thôi thôi. Đéo nào. Cho phong bì, đưa phong bì. Nào, đến lượt bọn chị nào. Ra đây. Chỉnh luôn trang phục. Cái nào thò ra thì cất nó vào. Thò ra cất. Chưa gọn thì làm sao gói cho nó thật gọn bạn. Đấy. Chỉnh nó trong xong.